Hai kính chào tất cả cô chú bác anh chị mình nha. Hôm nay Khánh tiếp tục chia sẻ đến cho cả nhà mình á một cái cách để luộc bắp rút ngắn thời gian và bắp mềm, ngon, ngọt và đỡ tốn tiền ga hơn nữa nha. Và mình luộc thường thường á thì cô chú bác anh chị mình á luộc bắp trong vòng 45 đến 1 tiếng đồng hồ bắp mình mới chín nha và mới mềm nha. Còn cả, nếu mà luộc theo cách của Khánh á, Khánh bảo đảm với cả nhà mình trong vòng 15 phút bắp mình nó sẽ mềm và rất là ngọt nha. Thì còn làm cách nào thì Khánh mời cả nhà mình theo Khánh ấy biết thêm chi tiết để mình là luộc bắp nha. Rồi trước tiên á, thì cả nhà mình chuẩn bị cho Khánh một ít bắp như thế này nha. Thì mình nhớ mình ra chợ mình lựa bắp á, bắp nó mới còn tươi xanh như vậy nha. Đây, thì nếu mình không có thì mình cũng mua bắp mà đừng có để mất hết mấy cái cọng rau và nó màu trắng quá nha cả nhà. Nên đó, bắp đó bị già rồi nên mình luộc không bao giờ nó sẽ ngọt và mềm được. Mấy bắp già đó chỉ là để mình nấu canh hay là mình làm súp gì thôi. Còn hôm nay Khánh sẽ chia sẻ đến cho cả nhà mình á một cái cách để luộc bắp nhanh mềm và bắp nó ngọt nước cực kỳ luôn. Thì bây giờ hầu hết á thì Khánh thấy á các chị nội trợ mình á luộc bắp á ít nhất từ 45 đến 1 tiếng bắp mình nó mới mềm. Còn hôm nay Khánh chỉ luộc trong vòng 15 phút đến 20 phút thôi là bắp mình nó sẽ mềm, cực mềm luôn nha. Thì còn làm cách nào thì Khánh mời cả nhà mình theo Khánh nha. Thì trước tiên á cả nhà mình phần bắp này nè mình chỉ lột ra một lớp hai lớp ở ngoài này thôi, mình loại bỏ những cái phần dơ ở ngoài này thôi nha cả nhà. Đây mình đừng có lột hết nha. Đây Khánh chỉ lột hai lớp ở ngoài này thôi. Rồi sau đó thì mình sẽ cắt loại bỏ luôn cái phần cùi chỗ này luôn. Còn cái phần rau này thì cả nhà mình đừng có rút ra nha. Đây cái phần rau này á thì mình chỉ cắt ngang cái đầu nhẹ này thôi. Khi cái phần rau này nè mình luộc lên đó cả nhà, bắp mình nó rất là ngọt. Đây thì mình chỉ cắt ngang cái đầu này thôi, đừng có lột ra hết nha. Và phần rau nằm trong đây cũng vậy luôn, chừa lại luôn cho Khánh nha. Rồi sau khi cái phần rau đồ kia mình sẽ loại bỏ ra đi, rồi mình sẽ cho vô một cái thau nước nha cả nhà. Rồi cái phần bắp này thì Khánh sẽ cho vô cái phần nước để Khánh loại bỏ những cái tạp chất bám ở trên đây nha. Rồi Khánh cho vô đây 3 muỗng muối nha. Thì Khánh sử dụng bằng muỗng nhỏ thì mình sử dụng bằng 3 muỗng, còn nếu mình sử dụng bằng muỗng lớn thì mình sử dụng 2 muỗng thôi. Thì cái muối này nè nó sẽ làm sạch đi và nó sát khuẩn diệt trùng này kia, nó rất là sạch nha cả nhà. Mình phải loại bỏ những cái tạp chất như là những con trùng con gầy gì đó nó bám ở trên cái phần vỏ bắp mình nè, và mình sẽ loại bỏ nó đi. Khi mình nấu á mình ăn mình cũng không bị ảnh hưởng đến sức khỏe của mình nha. Cái thứ hai nữa, hầu hết trồng bắp này á đa số thì mà người ta sẽ bón phân hay xịt thuốc trừ sâu hay thuốc dưỡng gì đó nên nó sẽ bám lên cái thân của bắp này nè, nên mình cần phải loại bỏ và mình ngâm trong nước muối này nè trong vòng 15 phút nha cả nhà. 15 phút mình mới loại bỏ được hết cái phần tạp chất này đi nha. Thì bây giờ phần bắp này Khánh sẽ ngâm đây, thì Khánh sẽ vớt ra và Khánh tiếp tục đem lên Khánh luộc nha. Và sau đó Khánh mới chia sẻ cái cách để làm sao cho bắp mình á nhanh mềm, rút ngắn thời gian cho cả nhà mình luộc và đỡ tốn tiền ga hơn nha. Rồi trong khi thời gian cũng đã hết thì cả nhà mình trước khi á ngâm á mình lấy một cái vật nặng mình đè trên cái phần bắp này nha để cho nó chìm xuống, bao phần nước mình nó thấm đều hết nha. Rồi bây giờ Khánh sẽ rửa qua, Khánh sẽ lấy một miếng cước rửa chén, Khánh sẽ chà rửa bề ngoài này cho nó sạch hết luôn nha cả nhà. Rồi sau khi Khánh đã chà nhà xong như thế này thì Khánh sẽ rửa qua phần nước sạch. Rồi Khánh sẽ cho vô cái nồi kia. Rồi sau khi á phần bắp mình rửa xong, chuẩn bị cho Khánh một cái nồi nước như thế này và mình sẽ cho phần bắp vô nha. Thì nước á mình cho vô nó bằng mà sắp sắp cái mặt nước bắp như vậy là được nha. Rồi tiếp theo thì cho vô đây cho Khánh 2 muỗng muối nha.
Rồi tiếp theo đó, chuẩn bị cho Cảnh một ít bột baking soda. Thì bột baking soda này á, để làm cho bắp nó nhanh mềm nha cả nhà. Cả nhà mình muốn luộc bắp á, thì mình cho một 2 muỗng bột baking soda vô đây, là nó sẽ bắp mình nhanh mềm hơn, thời gian rút ngắn gấp đôi gấp ba lần nha. Rồi còn làm cách nào để cho bắp nó ngọt thì chút nữa Cảnh sẽ bây giờ Cảnh sẽ bắt nước lên cho nó sôi lên, và sau đó Cảnh sẽ mới cho, đúng 15 phút sau Cảnh sẽ cho cái phần đó vô. Rồi bây giờ Cảnh sẽ cho lên cái bếp để Cảnh đun lên cho sôi. Rồi sau khi á, cái phần bắp của mình á, nó sôi như thế này, là mình sẽ cho cái phần một ít đường phèn vô nha cả nhà. Đây thì cái số lượng nước này nhiều thì cả nhà mình cho vô Cảnh dưới đây 4 muỗng đường phèn nha. Nếu mình không có đường phèn thì mình sử dụng bằng đường cát cũng được nha. Rồi bây giờ mình tính cái thời gian mà lúc nước sôi lên như thế này thì cả nhà mình canh cho Cảnh đúng 15 phút là mình sẽ vớt phần bắp ra nha. Đừng để lố quá, bắp nó sẽ mất đi cái vị ngon của chất dinh dưỡng trong bắp ra nha. Rồi sau khi á, thời gian của mình á, đã luộc qua trong vòng 15 phút thì cả nhà mình lấy cho Cảnh một cái tăm, và mình sẽ xơm thử cái bắp mình á, ở trong nó có mềm được chưa nha. Mình xơm nhẹ và là nó vô là nó mềm nha. Đây cảm thấy là nhẹ nhàng cái tay mình đưa xuống á, thì bắp mình đã chín nha. Rồi bây giờ cái phần bắp này được rồi thì Cảnh sẽ vớt ra nha. Vớt ra như thế này thì Cảnh để cho nó nguội một chút xíu nha cả nhà, thì mình mới vớt ra nóng quá nên Cảnh sẽ không lột ra được nha. Rồi cái phần bắp của mình đó chín rồi, để Cảnh lột cho cả nhà mình xem nha. Đây cái phần bắp của mình đây cả nhà, nó rất là thơm nha. Thì cả nhà mình thấy cái độ bóng của bắp không, cực kỳ bóng luôn nha, và nó thơm lắm luôn cả nhà. Thì mình là nếu mà luộc bắp á, mình luộc theo cách này trong vòng 15 phút bắp mình nó mềm, cực kỳ mềm luôn, và nó rất là ngọt nha. Tại vì nó ngọt là ngọt theo cái vị đường phèn á nha cả nhà, chứ không phải là ngọt theo những cái quá chất gì đâu nha. Thì cái này á, lúc nãy Cảnh lúc nước sôi vô Cảnh sẽ cho cái phần bắp lên á, nên nó bắp mình nó sẽ ngọt đi, rất là ngọt, và nó mềm nữa cả nhà nè. Đó mà nó bóng lên nữa đó. Thì cái, nếu mà cô chú bác anh chị nào mình muốn luộc bắp ngon ngọt và nhanh, rút ngắn thời gian đỡ tốn ra, thì hãy áp dụng theo cách này. Cảnh bảo đảm với cả nhà mình bắp mình nó rất là ngọt và nó ngon nha, và đỡ tốn tiền ra hơn nữa nha. Thì cô chú bác anh chị mình á, xem video Cảnh á, có thấy hữu ích và mến kênh của Cảnh thì cho Cảnh xin một like và một lượt đăng ký nha. Nhớ bật chuông để video kế tiếp của Cảnh nha. Thôi Cảnh chào tất cả cô chú bác anh chị mình nha. Hẹn gặp lại clip sau nha.